tiến trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nước ta thì ngày càng nhiều, hầu như là hầu hết các cái cơ quan tổ chức hiện nay thì đều có cái sự hiện diện của mình trên mạng, và cái sự hiện diện đấy thì được thông qua một cái trang và cái cổng thông tin điện tử. Thì trong cái bối cảnh mà khi mà tình hình ngày ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng thì vấn đề an toàn an ninh thông tin thì diễn biến càng nóng, và đặc biệt là cứ vào mỗi cái sự kiện quan trọng của đất nước thì lại xảy ra hàng loạt những cái sự cố, những cái website của phía cơ quan tổ chức của chúng ta bị tấn công. Cái sự quan tâm về an ninh đối với những cái cửa ngõ này thì chưa được đúng mức, và điều này là dẫn đến là đến hơn 40% cái website tại Việt Nam là tồn tại không để hacker có thể khai thác được. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra những vụ tấn công bất mãn dò dỉ dữ liệu trong thời gian vừa qua. Thế thì tham gia cái buổi diễn tập hôm nay thì các đội diễn tập sẽ được trải qua xử lý những cái tình huống thực tế. Ở đây cụ thể là một tình huống website là bị hacker tấn công, thay đổi giao diện và tiến hành là cài các cái mã độc trên website, trên server. Và nhiệm vụ của các đội là sẽ phải tiến hành rà soát, tìm kiếm nguyên nhân cũng như xử lý các cái mã độc trên máy tính đó, đồng thời là phải vá cái lỗ hổng để ngăn cái việc hacker tấn công trở lại.